Bài 89 Tỷ 89 cửa. Tương với phần 1 bài 29 quyển 2. Đầu tiên hãy hỏi, bạn hôm nay thi thế nào? 你今天考得怎么样? Lần này đã không thi tốt. 这次没考好. 这次没考好. Bây giờ là từ đề, chỉ các câu trong đề thi. Thí. Thí. Từ này đã học trong từ vấn đề. Vấn thí. Đề quá nhiều rồi. Thí thải tua lợ. Thí thải tua lợ. Hãy nhắc lại từ thi. Khảo. Đề thi. Khảo thí. Khảo thí. Đề thi rất khó. Khảo thí khẩn nán. Khảo thí khẩn nán. Hãy nhắc lại, lần này đã không thi tốt. 这次没考好. Đề quá nhiều rồi. 题太多了. 题太多了. Bây giờ là từ xong. 完. 完. Làm xong. 做完. 做完. Làm xong rồi. 做完了. 做完了. Ăn xong rồi. 吃完了. 吃完了. Chưa làm xong. 没做完. 没有做完. Chưa ăn xong. 没吃完. 没有吃完. Chưa thi xong. 没考完. 没有考完. Hãy nhắc lại từ đầu. Bạn hôm nay thi thế nào? 你今天考得怎么样? Lần này đã không thi tốt. 这次没考好. Đề quá nhiều rồi. 题太多了. 题太多了. Mình chưa làm xong. 我没有做完. 我没做完. Bạn làm xong chưa? 你做完了没有? 你做完了没有? Trong đó từ "完" trong những trường hợp này là bổ ngữ kết quả, chỉ kết quả của hành động, nhấn mạnh đã xong tất cả các phần rồi. Bây giờ là lượng từ của từ đề, chỉ các câu trong đề thi. Tào. Tào. Từ này học trong từ biết các thông tin cụ thể. Chứ tào. Một câu, chỉ các câu trong đề thi. Ý tào thí. Ý tào thí. Hai câu trong đề thi. Lãng tạo thí. Lãng tạo thí. Làm sai rồi, đã làm sai. Zuo chuo le. Zuo chuo le.
đã làm sai hai câu trong đề thi. 做错了两道题. 做错了两道题. Trong đó từ "错" là sai cũng là bổ ngữ kết quả của từ "做". Bây giờ là từ thành tích. 成绩. 成绩. Thành tích học tập. 学习成绩. 学习成绩. Thành tích công việc. 工作成绩. 工作成绩. Thành tích của lớp bọn mình. 我们班的成绩. 我们班的成绩. Thành tích của tôi rất tốt. 我的成绩很好. 我的成绩很好. Bây giờ là từ sẽ. 会. 会. Từ này đã học trong cụm một lát. 一会儿. Anh ta sẽ nói ra đấy. 他会说出来的. 他会说出来的. Hôm nay anh ta sẽ đến. 今天他会来. 今天他会来. Tôi sẽ học tiếng Trung. 我会学中文. 我会学中文. Sẽ không? 不会. 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 Sẽ không tốt lắm. 不会太好. 不会太好. Thành tích sẽ không tốt lắm. 成绩不会太好. 成绩不会太好. Cho nên thành tích sẽ không tốt lắm. 所以成绩不会太好. 所以成绩不会太好. Hãy nói lại cả đoạn này. Mình đều làm xong rồi. 我都做完了. 我都做完了. Nhưng mà đã không đều làm đúng. 但是没都做对. 但是没都做对. Trong đó từ tuổi ở đây cũng là bốn kết quả của zuo. Đã làm sai hai câu. 做错了两道题. 做错了两道题. Cho nên thành tích sẽ không tốt lắm. 所以成绩不会太好. 所以成绩不会太好. Bây giờ là từ câu. 句子. 句. 句. 字. 字. 句子. 句子. Câu này. 这个句子.
这个句子。Một câu. 一个句子。一个句子。更有勾。很多句子。很多句子。Rất nhiều câu mình đã nghe không hiểu. Hẳn đua chữ zi wo mei tīng dōng. Hẳn đua chữ zi wo mei tīng dōng. Nghe hiểu. Tīng dōng. Trong đó ở đây từ dōng là hiểu, cũng là bổ ngữ kết quả của từ tīng là nghe.Đã không nghe hiểu, đã nghe không hiểu. Mấy thiên tổng. Mấy thiên tổng. Rất nhiều câu mình đã nghe không hiểu. Hẳn đua chữ zi wo mei tīng dōng. Hẳn đua chữ zi wo mei tīng dōng.Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu một lần nữa. Bạn hôm nay thi thế nào? 你今天考得怎么样? Lần này đã không thi tốt. 这次没考好. Đề quá nhiều rồi. Thí thải多了.题太多了。明确làm xong。我没有做完。我没有做完。bạn làm xong chưa? 你做完了没有?你做完了没有? mình đều làm xong rồi.我都做完了。我都做完了。nhưng mà đã không đều làm đúng. 但是没都做对。但是没都做对。đã làm sai hai câu. 做错了两道题。做错了两道题。Cho nên thành tích sẽ không tốt lắm. 所以成绩不会太好。所以成绩不会太好。Đề ngữ pháp không khó lắm.语法题不太难。语法题不太难。mình cảm thấy đều làm đúng rồi. 我觉得都做对了。我觉得都做对了。nghe khá khó, chỉ phần thi nghe.听力比较难。Rất nhiều câu mình đã nghe không hiểu. 很多句子我没听懂。很多句子我没听懂。Làm đúng chưa? Làm đúng rồi hay chưa? 做对了没有?Mình cũng không biết là làm đúng hay chưa. 我也不知道做对了没有。我也不知道做对了没有。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhẹ, nặng.
chiêng trùng. Nhận gửi email. Sâu pha email. Đi ngân hàng. Chuyển ngân hàng. Dài ngắn. Tráng toản. Tuổi cậu, tuổi chó. Số cậu. Cách đây bao xa? Lý trò yếu tua yuán. Lạc đường rồi. Mí lù lọ. Thứ hai tư sáu. Châu y san ủ. Có biết lái xe hay không? Chỉ lái ô tô. Khuẩy khuẩy khai chưa? Đề cao rất nhanh. Thì cao được khẩn khoải. Cực kỳ nghiêm túc. Phi trắng rèn chân. Vừa nãy. Căng thái. Qua một lát rồi hay gọi. Quấy quấy giải tả. Thi đấu với đội đại diện lưu học sinh. Cân liều xứa sinh đại biểu tuổi bị xài. Thi TOEFL. Khảo thô phú. Cá và thịt bò. Yú hớ níu rẩu. Tiêu hóa không tốt. Xiao hóa bù hảo. Cảm thấy trống trải. Cảm thấy chỉ mùa. Đi khiêu vũ một chút. Chuy theo theo vũ. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Cửa thính miễn chi xào lờ đẻ. Tầng 18 trên lầu. Lấu sảng 18 tầng. Lên trên xem. Sảng chuyên khẳng khẳng. Vợ, thê tử. Chi zi. Vội vàng về. Hoảng huế cản. Nếu mà không vừa ý. Yào shi bù mán yì. Tiền thuê phòng. Phóng du. Đắt vậy. Rờ mờ quẩy. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy án quẩy lờ tẻ. Phía dưới núi có một con sông. Sán xà biên yếu ỉ thảo xào khớ. Tốt thật. Chân hảo. Giao thông thuận tiện hay không? Giao thông phang biển bủ phang biển. Bên cạnh chính là ga tàu điện ngầm. Phang biển chiều sư tỉ thiệt trạm. 10 phút. 10 phân trung. Nhà thể chất, nhà thể dục thể thao. Thí ủy quán. Hai đề. Chỉ các câu trong đề thi để kiểm tra. Lãng đạo thí. Rất nhiều câu. Hẳn đua chữ dữ. Thành tích sẽ không quá tốt. Thành tích không quá tốt.